không khởi động được, nhưng mà mình để mình thao tác thử coi, mình chỉnh sửa thử coi nó khởi động được không. Mà nó không được nữa thì chắc là mình phải bung lại cái vai tiếp, mình bung cái vai tiếp rồi. Bây giờ mình đã đóng gói vai tiếp thành công rồi mà ha. Rồi bây giờ mình sẽ đi qua, bây giờ nó quay video mới mình không hay luôn á. Rồi rồi chúng ta đi tiếp các bạn ha. Này hoàn thành rồi, cái file này nó đã tạo ra các bạn nha. Đây đây mình coi cái file của bộ pin này là bao nhiêu, là nó là 4GB 24, so với cái phần dùng nó đang chiếm là bao nhiêu. Phần dùng nó đang chiếm là 7GB 46 mà nén còn 4GB 24 các bạn ha, 7 46 mà còn 4 24. Rồi bây giờ chúng ta tiếp, chúng ta thấy lấy cái bóc này ra các bạn nha. Rồi cái này mình tạo luôn đi các bạn ha, mình tạo thành một cái phần dùng mới luôn đi ha, để mình lưu dữ liệu cho nó dễ nè. Rồi đấy, mình tạo luôn các bạn nha. Rồi ok, giờ là mình đã có hai phần dùng trên một cái bóc mới, cái ổ cứng mới các bạn ha. Đây là ổ này, ổ H và ổ Y. Rồi bây giờ mình sẽ rút cái ổ cứng ra. Rồi mình tắt máy các bạn ha. Rồi mình tắt máy. Rồi bây giờ mình rút cái ổ cứng mình gắn qua cái mất bút các bạn ha. Thì cái phần nào thì thao tác cũng dễ rồi, không có gì khó các bạn nha. Tắt máy rồi gỡ mấy cái thiết bị ra, rồi y như mình gắn vô thôi. Rồi mình sẽ dừng cái phần này lại các bạn ha, phần này cũng dễ mà. Rồi bây giờ mình gắn cái ổ cứng qua cái mất bút rồi các bạn ha. Giờ mình bấm khởi động rồi ha. Rồi mình xem coi em khởi động vô được hay không nha các bạn nha. Tại vì nó là đang bút là bút UEFI. Đây, nó báo lỗi này là lỗi không có cái MBR nè bạn. Rồi bây giờ mình phải nạp nạp ắc tiêu cho nó các bạn ha, ắc tiêu phân vùng các bạn ha. À, phải ắc tiêu cái phân vùng cho nó. Hồi nãy mình đã cho bạn xem mà, đúng lý ra mình phải khởi động vào, mình vào lại để mình vào Wi Mini lại để mình ắc tiêu nó, tại do cái ổ cứng mới nó chưa có xác nhận các bạn ha. Bây giờ mình sẽ ắc tiêu lại cho nó các bạn ha. Vậy trên mắt bút mà mình không có út được thì giờ mình sẽ bắt buộc mình sẽ gắn qua cái máy cũ mình đặt tiêu cho nó thôi. À, khi chúng ta mà khởi động qua cái máy tính khác thì các bạn nhớ chọn đúng cái thì chọn bút vô USB liền ha, điện cho nó khởi động vô cái ổ cứng nha. Rồi nó khởi động ổ cứng là nó quét cấu hình phần cứng của cái máy hiện tại, và nó có thể xung đột lỗi trong quá trình cài đặt các bạn ha. À, bây giờ mình sẽ vào Win Mini, mình tiêu lại cái thân dùng của hệ điều hành. Mình vào cái bản Win 8 Mini các bạn ha. Bản này rất là nhẹ, hình như có 57 MB. Cái bút ai này bản cũ rồi bạn ha, bản cũ rồi mình không có sử dụng, mình sẽ dùng cái bản mới. Mình dùng bản mới mình đặt tiêu, mình chọn đúng cái ổ cứng mới các bạn ha. Đây mình kiểm tra lại nè. Đây, thì chọn này đúng hết nè, Bass Manager đây. Wow, cái phần dùng này nó không cho đặt tiêu ta. À mình nhớ rồi các bạn ơi, không chọn tiêu là cái phần dùng primary mới được các bạn nha. Lúc đầu mình quên cái cho nó về cái phần dùng primary rồi, vậy là phải mất thêm một cái thao tác để chúng ta vô cái bật tia xanh. Chúng ta cho nó về cái định phần dùng primary. À,
mini này nó dung lượng nó nhỏ quá nên nó bị hạn chế các bạn nha. Hạn chế một cái shop, một số shop thì mình vô, mình vô một cái shop khác. Cái shop dự phòng mình không chuẩn bị để mình vô cái bóc mình các bạn ha. Rồi, mình vô cái bóc rồi các bạn ha, mình chạy thử cái con dùng Xiaomi. Ai, cái này nó lỗi luôn à. Đây, mình khởi động vô cái Win BE khác các bạn nha. Cái Win này nó nhỏ quá, nó không đủ những cái driver nó chạy được những cái phần mềm mà mình cần sử dụng đó. Của anh Thắng này tương đối là đủ các bạn ha. Bây giờ mình sẽ vô đây mình chạy nó thôi. Thì tình mất thời gian mấy cái này. Rồi, mình chạy cái bạc tí xanh Winra các bạn ha. Rồi, bây giờ mình sẽ chuyển cái phần dùng nè, cái phần dùng này Logicon nè các bạn ha. Ở đầu mình quên, mình dở quá, mình quên, mình không có để ý các bạn. Mình chuyển nó về cái phần dùng RIM-ARI đây nè các bạn ha, setup RIM-ARI nè. Đấy, bây giờ nó RIM-ARI nè các bạn nha. Bây giờ mình apply thì thành chỉ có cái này thôi mà cái win nó không bút được các bạn ha. Rồi chúng ta chuyển về cái phần dùng RIM-ARI. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vô cái bút A, chúng ta test thử các bạn nha. Rồi, coi active được không các bạn ha. Rồi bây giờ dùng bút A. Rồi bây giờ mình chọn cái ổ cứng mới nè. Đấy, bây giờ active được các bạn ha. Vậy là trước giờ mình cũng chưa để ý là do mình cái phần dùng RIM-ARI sẵn rồi. Giờ là thêm một cái kinh nghiệm các bạn ha. Vậy là muốn active được là chúng ta phải chuyển từ Logicon về cái phần dùng RIM-ARI thì chúng ta mới active được các bạn ha. Đấy, chúng ta active được thì chúng ta mới khởi động win được các bạn nha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ dùng cái ổ cứng này. Chúng ta qua cái ổ đĩa win trên cái MacBook. Rồi, mình khởi động mình vô cái MacBook các bạn ha. Rồi, mình chia sẻ với các bạn về cái kinh nghiệm nhỏ luôn ha. Cái ổ cứng này, ổ cứng mới là bên trái các bạn nha, ổ cứng cũ bên phải. Ổ cứng mới là nó nhỏ, nó mỏng hơn cái ổ cứng cũ các bạn nha. Thành ra mà đưa vào cái MacBook á, thì nó bị hở, nó không có khớp được. Thì mình có cái kinh nghiệm nhỏ là mình để nghiêng cái MacBook các bạn ha. Đây, cái khe MacBook đây, cái khe như thế này. Đấy, các bạn thấy không? Đây, trong cái này là chúng ta để cho nó nằm một vách, cho nó nằm một vách, mình ập ập nó xuống cho nó nghiêng về một mặt mặt dưới như thế này, rồi mình mới đẩy vô thì nó mới sát các bạn ha. Đấy, rồi chúng ta hãy như thế này, rồi mình hãy từ từ vô trước các bạn nha, chứ bỏ như thế này nhanh quá là nó bị chấn động, nó dễ hư lắm. Rồi đó, rồi bây giờ mình đẩy vô trước nè. Đấy, nó bây giờ mình sẽ cho nó nằm xuống rồi mình mới đẩy vô các bạn ha. Rồi tiếp đó thì mình kiếm cái gì đó mình lót lót một lớp nhỏ tương đương với cái ổ cứng kia các bạn ha. Ví dụ mình lấy miếng miếng giấy ni lông này đi ha. Đấy, rồi cái kinh nghiệm nhỏ này như đây các bạn ha. Rồi giờ mình sẽ khởi động vô máy nè. À, bây giờ mình gắn cái cáp vô là nó tự động nó khởi động nguồn lên cho bạn ha. Đây, đây các bạn thấy không? Ở đây nó có đèn. À, bắt đầu máy nó sẽ khởi động lên. Cái này nó không khởi động rồi, thôi mình bật lên cho bạn ha. Rồi mình khởi động cho nó, các bạn thấy không, những cái video mình toàn là những cái mà lỗi mà nó phải nói là nó rất là nhiều cái trở ngại nên đó, cái lỗi này mình đã đoán nó trước rồi nè các bạn. Rồi, thấy không? Là do cái win này là win của UFS
FI, nhưng mà cái MacBook này để gỗ nó không có hỗ trợ được nó, thành ra bây giờ giờ coi như công cấp, bây giờ mình sẽ bung lại cái win mà có sẵn các bạn nha. Thì coi như là tương đương cái này là nếu mà thành công là vô được win rồi các bạn ha. Chỉ là qua qua là mình quên để ý cái việc mà cái win này là win UFI, mình cứ nghĩ bung ra là nó sẽ khác, nó cho phép mình chọn chế độ máy mà ha. Cái lúc cài thì nó khác các bạn nha, lúc cài trực tiếp trên cái file ISO thì nó khác, còn cái này nó không có giống. Thì đây cũng là cái lỗi để chúng ta tránh luôn các bạn ha. Là có nghĩa là chúng ta muốn bung một cái hệ điều hành Win UEFI, có nghĩa là cái file ISO mà hỗ trợ Win mà boot UEFI, thì chúng ta dùng Win NT Setup thì chúng ta bung nó ra sẽ cái hệ điều hành đó luôn, là chúng ta không có tùy chọn được như là chúng ta cài list, chúng ta mau file ISO của bộ kiện Win thành audio ảo thì chúng ta cài trên cái file setup.exe thì nó sẽ khác, nó sẽ tự nhận dạng được là cái máy mình nó sẽ cho phép cài lên cái phần dùng NTFS, và nó tương ứng với cái bộ cài Win là nó sẽ xác nhận được, nó nhận dạng được là cái Win đó là phù hợp với cái máy đó, chứ không phải là mình bung theo kiểu NTFS là mình bung giống như ép nó cài các bạn. Nếu mà cài như vậy thì chúng ta phải, nếu mà để cho cái này khởi động chuẩn ha, cái bản Win này khởi động chuẩn vẫn được các bạn nha, thì chúng ta vô cái bảng tin xanh Winja ha, chúng ta convert nguyên cái ổ cứng, nguyên cái ổ cứng từ NTFS sang GBT, sang cái định dạng phân dùng GBT, sang cái định dạng phân dùng GBT các bạn nha. Đấy, rồi chúng ta mới chạy được cái hệ điều hành này. Nhưng mà chạy được mình không dám chắc là được nữa. Tại các bạn biết sao không? Tại cái này nó không có tạo cái phân dùng FAT32. Để lát mình kiểm tra thử. Bây giờ mình vô cái Win Mini các bạn ha. Vô Win Mini để mình bung lại bằng cái file tiếp các bạn ha. Rồi mình khởi động vô đi, mình sẽ chia sẻ với các bạn cái kinh nghiệm đó luôn. Rồi, tiếp các bạn nha. Mình sẽ khởi động vô Win Mini. Đây để mình bung lại một bản Win khác. Đây các bạn thấy không? Cài MacBook không đơn giản các bạn nha. MacBook mà cài đối với cái máy cổ này là rất là vất vả luôn á. Khi các bạn xem video mình rồi thì các bạn sẽ có những cái kinh nghiệm mình, chúng ta không có phạm những cái lỗi mà mình đã phạm nữa các bạn ha. Các bạn có thể ghi cái miếng giấy, chúng ta ghi nháp vào những cái lỗi mà mình đã phạm các bạn nha, để chúng ta tránh lần sau chúng ta vướng phải. Chứ lâu lâu mà các bạn mà lâu lâu cài, chúng ta có thể vướng lại những cái lỗi mà mình đã phạm đó. Chứ mình cài cũng thường đó, mình vẫn còn bị á. Mình không có note lại cái ghi chú các bạn. Rồi sau lần này mình sẽ note lại luôn ha. Thì khi mà cài Win thì cái nào mà mình biết chắc chuẩn thì mình sẽ cài luôn, còn không thì mình sẽ cài theo một cái cách nào đó nó lạ lẫm, hoặc là nó có cái lỗi gì đó mà bắt buộc mình không thể nào mình cài được cách truyền thống, thì bắt buộc mình phải cài một cái cách mới. Có rất là nhiều cách cài Win khác nhau các bạn nha, tại vì có những cái phần mềm mà backup với restore nó phục hồi đó mà, thì chúng ta có thể dùng những cái phần mềm đó chúng ta cài Win vẫn được đó. Đó là cái cách mà khác nhau để chúng ta sử dụng một cái hệ điều hành. Bây giờ mình sẽ dừng cái khoảng này các bạn ha. Rồi, bây giờ mình vào Win nữa các bạn ha. Giờ mình sẽ tiến hành, mình sẽ coi lại cái phần vùng. Mình dùng cái phần mềm mà tí xanh cho dễ xem các bạn nha. Mình dùng cái phần mềm mặc định của WinBE đi, cho nó tương thích nó tốt hơn. Rồi, mình sẽ xem thử các bạn ha. Đây, cái phần dùng cái Win thì nó có một phần vùng. Một phân vùng này mà nó lại bút GBT UEFI thì tất nhiên chắc chắn sẽ không được rồi các bạn ha. Thì mình nói với các bạn đó, trước khi chúng ta chuyển á, là chúng ta chuyển từ MBR nè sang GBT nè. Đấy, rồi đây các bạn thấy không, ở đây nó có GBT nè ha. Đấy GBT nè. Đấy, rồi phân dùng này thì chúng ta cài nó mới chuẩn các bạn nha. Mà máy chúng ta nó phải hỗ trợ luôn các bạn ha. Thì mình sẽ chia sẻ với các bạn thêm cái kinh nghiệm để chúng ta làm sao biết được cái máy mình nó có hỗ trợ cái boot UEFI không.
Thì mình cũng đây mình chia sẻ với các bạn cái phần mềm này ha, WinInfo, Ava viết tắt các bạn ha, Ava phần cứng là Info. Đây cái phần mềm này nó rất là hay các bạn ha, nó cho chúng ta thấy cái thông số này rất là chi tiết luôn. Đây là cái tên máy này ha, dòng đầu tiên là tên máy, ở đây là cái CPU, cái chip CPU, đây là cái card chip Intel, ở đây là nó có luôn cái dòng cái bo mạch chủ luôn các bạn nha, cái phiên bản này phiên bản cũ mà. Đây đây cái main bo nè các bạn, motherboard nè, đây bo mạch chủ nè, chúng ta có thể tìm trên Google, chúng ta tìm cái sơ đồ ha, schematic của nó để chúng ta sửa máy, chúng ta sửa máy dựa trên đó. Chúng ta sâu vào cái mục đây mình coi coi cái phiên bản này cũ, mình coi bản mới quen đó bạn, mình thấy cái bản cũ này nó lạ quá. BIOS trong đây nè các bạn ha, đây cái bo mạch chủ motherboard này, rồi chúng ta vô cái mục BIOS DMI này, rồi chúng ta vô cái BIOS này ha, rồi mình sẽ phóng lớn lên, các bạn kéo xuống chút dưới góc dưới nha, đây cái UEFI nè, Not Present nè, đấy thì khi chúng ta thấy cái dòng này là chúng ta biết được là cái máy mình nó có hỗ trợ bút UEFI không các bạn ha. Rồi cái máy này là không có hỗ trợ bút UEFI. Rồi bên cạnh đó là mình sẽ tiến hành mình bung, mình không có giữ cái này các bạn ha, mình không có giữ cái tiến trình này, mình thoát cái tiến trình này đi. Rồi rồi bây giờ mình sẽ bung lại giống như cái ban đầu các bạn nha, mình dùng cái terabyte, mình dùng cái terabyte để mình bung bung cái bộ mà mình đã có sẵn các bạn ha, nó lẹ các bạn nha. Rồi shop thì chọn đây, đây là bài của mình đây. Rồi mình sẽ bung, bây giờ mình để cái phần dùng cài win hồi nãy nó y mặc định các bạn ha, mình sẽ không động tới nó, mình để coi mình bung cho nó có ghi đè hay là nó format luôn các bạn ha, mình đoán là nó sẽ format rồi, để mình coi. Các bạn chọn đúng cái ổ mà chứa cái bộ win mình đã cài các bạn nha, đây cái này là mình để đi, lát mình sẽ ghi thêm là UEFI. Rồi đây là đây mình sẽ bung cái file này các bạn nha, đây nó có hai phần dùng luôn nè các bạn nha, đây có phần dùng 350M này, phần dùng bút nhanh nè các bạn, đấy nếu mà ấy là chúng ta phải tạo, bữa nãy mình nói với các bạn rồi ha, chúng ta phải tạo một cái phần dùng mặc định thì nó mới nhận dạng được các bạn nha. Rồi chúng ta tạo cái phần dùng mặc định, đây vậy là bắt buộc là phải delete cái phần dùng này các bạn nha. Rồi chúng ta apply, rồi mình quên nó nè các bạn nha, quên chọn cái phần dùng này về format về primary nó nè, hình như là để như thế nó vẫn được hay sao, để mình bung ra thử đi, còn chuyển về primary thì dễ rồi. Rồi bây giờ mình sẽ lui lại. Rồi mình chọn lại cái file nè, rồi chọn hết cái phần dùng nè, chắc là phải phải lui ra ngoài luôn các bạn nha, để mình lui ra tới đâu nó cho ta, tới ngoài góc đi, vô lại nè, automatic, chọn cái file, chọn cái file, đây, net, rồi chọn phần dùng, chắc phải đóng chương trình mở lại các bạn ơi. Rồi đi to các bạn ha, vô automatic nè, chọn cái file nè, chọn phần dùng chứa cái file, chọn cái file, rồi chọn target kênh nó bật đi xanh. Tiêu đây mình nghiên cứu cái lỗi này coi, rồi chúng ta ok các bạn nha, ok tiếp, rồi chúng ta chọn cái đây, chọn cái phần dùng mà đây, chọn cái phần dùng này, phần dùng mà chống đây,
rồi 50 GB, rồi chúng ta tiếp nét. Bó tay các bạn ha, thật là hài các bạn ha. Thì cái cách mà phân dùng của cái cách mà phục hồi của cái file tiếp này các bạn, thì mình đã dùng mọi cách rồi. Là cái đối với cái ổ cứng mà mặc định như thế này các bạn ha, thì nó mới cho bung ra. Còn ví dụ bây giờ mình tạo một cái phân dùng này luôn, ví dụ mình tạo thử nè, mình tạo đấy, mình cho cái phân dùng đầu trống nữa, mình cho nó cho các bạn nha. Đây. Đấy, mình thử đi. Đó, mình ví dụ cái phân dùng vậy đi ha. Mình mới nãy mình tạo đủ cách hết rồi, nó không có cho mình bung vô cái phân dùng đó. Giờ mình thử mình tạo thử cái cách này coi nó cho mình bung không nha. Đây, các bạn xem mình thao tác thử nha. Rồi bây giờ mình vô Restore nè, vô Automatic nè, chọn cái file tiếp nè. Rồi chọn file tiếp nè, rồi mình chọn hết nè. Đấy, không cho các bạn. Không cho, ngộ. Đấy, mình chọn đúng cái phần dùng trống này, không cho là không. Mình bó tay luôn, nãy giờ mình mò hoài luôn. Là nó bắt buộc là chúng ta phải delete hết phân dùng các bạn nha. Delete gom lại thành một ổ rồi nó mới cho mình bung. Đấy. Rồi, đối với cái này là đối với các bạn nên cài cách này. Thì đối với cái file mà chúng ta sử dụng file này, cái file của cái hàng terabyte này, thì tốt nhất là chúng ta dùng cái ổ cứng mới hoàn toàn các bạn ha. Hoặc là có cái cách nào khác hay không, tương tự hay không thì mình chưa nghiên cứu sâu về cái này. Thì đó, chúng ta như thế này, đây nó hiện như thế này thì chúng ta mới liếc được, chúng ta bung nè. Đấy các bạn thấy không? Đó. Cái tiến trình này nó làm rất là lẹ các bạn nha, nhanh hơn một cái file God mà chúng ta sử dụng á. Đấy. Rồi, bây giờ mình sẽ dừng giây lát để cho nó đỡ mất thời gian các bạn ha. Rồi, tiến trình bung thành công rồi các bạn ha. Đây, bây giờ là mình chỉ việc mình đây, mình chỉ việc mình để mình xem lại các bạn nha. Đây, mình chạy thử cái phần mềm mặt đi xanh coi mình xem nó có cái một số lỗi vặt gì không để mình chỉnh trong đây luôn, lát mình khỏi mất công mình ấy lại các bạn ha. Wow, mình biết rồi các bạn ơi. Là do ở cách mà tạo cái file backup trước các bạn ha, là do là mình đúng đúng cái giống giống như là mình gom cái phân vùng các bạn, mình gom đúng cái phân vùng với cái dung lượng như thế này nè, nên bây giờ nó chia đúng lại cái phân dùng bằng cái lần trước mà mình tạo cái file backup các bạn. Đấy các bạn thấy không, đây, nó tự động nó chia ra cho mình luôn nè. Đấy, thì cái cách này là mình sẽ nghiên cứu lại, mình chia không nhất thiết là phải làm như thế này, thì nó bắt buộc mình sẽ gom lại hết tất cả các ổ phân dùng lại thì nó không hay. Mình nghĩ là sẽ có cách mà chúng ta chỉ tạo hai cái phân dùng này thôi, khi mà chúng ta bung ra thì chỉ cần chúng ta tạo một cái phân dùng này trống như thế này, thì chúng ta bung vô đây là nó tự động hai cái phân dùng này nó nằm gọn trong đây. Mình nghĩ là phần mềm này nó có hỗ trợ các bạn nha, do lúc đầu cũng trước đây lâu rồi mình chưa có nghiên cứu kỹ cái thằng terabyte này nên nó bị phát sinh cái lỗi này. Do là ổ mới nên không có ảnh hưởng các bạn ha, nếu mà ổ chứa dữ liệu thì rất là nguy hiểm các bạn nha. Rồi bây giờ chúng ta kiểm tra sơ. Đây đây là memory đã tiêu rồi các bạn ha, đặt tiêu rồi memory như thế này là ok rồi. Rồi bây giờ mình sẽ gắn qua cái mắt bút các bạn nha, thì để cho chắc ăn nữa thì mình review mbr ở đây một cái nữa rồi mình apply nó, rồi là gì là chắc ăn nhất các bạn ha. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình gắn cái ổ cứng qua mắt bút thôi. Rồi, bây giờ mình tiến hành mình khởi động các bạn ha. Rồi. Rồi mình ấn nút nguồn. Rồi bây giờ đảm bảo với các bạn 100% là ok hết rồi đó. Rồi các bạn thấy không, một cái video rồi rất là gian nan. Các bạn nào mà theo dõi tới đây là mình nghĩ thì cũng giỏi lắm rồi, cũng hay lắm rồi. Nam báo lộ repair các bạn ạ. Không biết gì.
repair cái gì đây? À, repair cấu hình các bạn ha. Có khả năng là repair cấu hình do là cái bộ win này là trên rồi lỗi nữa. Bộ win này là trên cái win cái máy laptop đeo của mình đó. Rồi cấu hình nó không tương thích đó bạn ha. Đây và đúng là gian nan vất vả thì đủ thứ lỗi xảy ra bó tay luôn. Mình gài Windows 7 cho chắc ăn đi các bạn ạ. Gài Windows 7 thì rất là dễ rồi ha. Rồi mình dừng nữa các bạn nha.